luyện viên Chu Xi gọi hai học trò cưng lên đội U23 Việt Nam. Tiền vệ Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn là hai cái tên mới nhất được huấn luyện viên Philip Chu Xi triệu tập lên đội U23 Việt Nam để chuẩn bị cho giải giao hữu Doha Cup 2023. Nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng cho đội tuyển Việt Nam trước khi lên đường tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023, huấn luyện viên trưởng Philip Chu Xi đã quyết định triệu tập bổ sung thêm hai vị trí trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam. Hai vị trí được triệu tập bổ sung là tiền vệ Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Cả hai cầu thủ này hiện đang khoác áo câu lạc bộ PVFCANG và đều là học trò của huấn luyện viên Philip Chu Xi trong thời gian khoác áo U19 Việt Nam trước đây. Trong số hai cầu thủ này, Huỳnh Công Đến đã góp mặt trong đợt tập huấn giai đoạn 1 của U23 Việt Nam vừa qua. Tuy nhiên do vướng kế hoạch của câu lạc bộ chủ quản nên Công Đến không tham gia giai đoạn tập huấn thứ hai. Còn Nguyễn Thanh Nhàn vừa trở về từ vòng chung kết U20 châu Á 2023 ở Uzbekistan. Anh đi Nha Trang tập huấn cùng câu lạc bộ trước khi được gọi lên U23 Việt Nam. Mùa trước, Thanh Nhàn là vua phá lưới giải hạng nhất quốc gia với 10 bàn thắng. Chiều nay, Thanh Nhàn và Công Đến sẽ có mặt tại nơi đóng quân của U23 Việt Nam. Đội sẽ có hai buổi tập nữa trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 18 tháng 3. Theo lịch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq vào ngày 22 tháng 3 và gặp U23 UAE vào ngày 25 tháng 3.